Xin chào bạn. Theo cái thông tin mà bạn cung cấp á, thì cái trường hợp của bạn ấy là bạn mang thai thì có hiện tượng tăng huyết áp thai kỳ và tiểu đường. Cái chuyện này chuyện bình thường trong sinh lý của sản khoa. Và cái trường hợp của bạn tiếp là cái túi mật, bạn đang bị polyp, cái này không có trong chỉ định phẫu thuật, thì trong quy định của Bộ Y tế theo quy định 2995 không có chống chỉ định trong chích ngừa, và cái này bạn chích ngừa bình thường. Trong cái trường hợp này thì khi chích thì cũng như các cái trường hợp các vaccine khác, mình phải theo dõi, cái này mình theo dõi 7-28 ngày, và những cái biểu hiện thông thường như phản ứng phản vệ, các cái triệu chứng khó chịu khi chích ngừa, sưng đau tại chỗ hoặc là sốt. Ngoài ra có những dấu hiệu như riêng vaccine COVID thì có những dấu hiệu đau đầu, thì những cái này bạn cần liên hệ ngay với cơ sở y tế thì được đánh giá và xử lý kịp thời. Chúc bạn sức khỏe.